khoảng 1 tiếng. 1 tiếng á? Thì đi bộ hay đi xe lên? Đi bộ. Đi bộ lên á? Đi từ mấy giờ sáng mà bây giờ đến đây rồi? 6 giờ. 6 giờ sáng đi bộ. Đi hết 1 tiếng đồng hồ. Vâng. Thì lên đến trên này. Hi, chào buổi sáng cả nhà. Sáng nay thì bọn mình đã thức dậy khá là sớm. Bây giờ là rơi tầm khoảng hơn 6 giờ sáng rồi. Bọn mình dậy sớm để có một chuyến đi lên trên Đồng Văn. Hành trình của bọn mình chắc còn tầm khoảng 150 km nữa thì mới đến cái điểm cắm trại mà bọn mình muốn đến. Các bạn có thể nhìn khung cảnh buổi sáng ở thành phố Hà Giang này. Đêm qua ngủ ở đây thì có một trận mưa khá là lớn, phải tầm khoảng 30 phút đấy. Đường vẫn còn ướt, nhưng mà sáng nay dậy thì trời đã khá là khô ráo rồi. Nhiều mây, trời nhiều mây. Hôm qua đến đây thì trời khá là tối, cho nên là bọn mình không nhìn được cái khung cảnh xung quanh của thành phố. Sáng dậy thì nhìn thấy ở đây khá là đẹp. Khung cảnh ở đây khá là yên bình. Trước mặt mình là một dãy núi luôn. Trên đỉnh những ngọn núi kia đang có sương mù kìa. Ở đây các em học sinh bắt đầu đi học rồi nè. Trên đường đi bọn mình thấy một quán bánh cuốn và bún chả, cho nên là tiện đường cho nên là ghé vào ăn sáng luôn mọi người ạ. Bánh cuốn mình đã có rồi, chị ấy chạm tay một lúc là có luôn. Và ở đây mình có một bát nước, không bát biết đây gọi là bát nước chấm hay là bát nước canh nữa, nhưng mà thấy rất là nhiều nước. Nó hơi nhạt nhạt, nhưng mà để chắc là mình phải chấm thử xem là mới biết là có ngon hay không ạ. Bánh cuốn thì rất là nhiều nhân, rất là nhiều nhân mộc nhĩ và thịt. Ăn vị nó kiểu nó cũng vừa vặn thôi, nhưng mà theo mình thấy thì cái nước chấm nó hơi nhạt một chút so với mình. Bánh cuốn tráng nắng như thế này cho nên là ăn rất là ngon. Mặc dù là mình thấy cái nước chấm hơi nhạt nhạt với mình một chút, nhưng mà vẫn được. Các bạn ơi, hiện tại thì mình vừa đi khỏi thành phố Hà Giang tầm khoảng có 20 cây, 2 đến 30 cây thôi, nhưng mà đã thấy một cái khung cảnh rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn xem này. Như thế này thì
hứa hẹn là cái cung đường tầm khoảng hơn 100 cây số tiếp theo bọn mình sẽ còn được chiêm ngưỡng rất là nhiều cảnh đẹp nữa. Quốc cây chị đang thay cho một tô bánh kìa. Bánh gì kìa? Bánh sắn à? Bánh sắn à? Một trứng nướng này. Trứng luộc. Trứng luộc nhất. Trứng luộc xong rồi để đấy cho nó nóng à? Vâng. Cho em một hai quả với. Vâng. Mày lên kia lên nó nóng. Ngủ gần vào đây em ơi. Vâng. Ok, các bạn cứ ngồi đi. Mình mấy em bé thì ngồi. Các em bé ngồi chơi mà. Ăn thì ngồi gần vào đây xong mình ăn quả đấy. Ủa mọi người, nói chung là bánh này ăn ngon lắm. Bánh này thì phải tùy khẩu vị của mình nhé. Đây, cho vào đây một cái này. Mình cho vào đây nữa. Ơ, thầy có chua đẹp không? Ăn nữa. Thầy cho nhau mà. Thế có bánh tam giang mạch không chị? Dạ, bánh tam giang mạch cũng làm cũng tuần này. Thế chị, cái gì cũng làm cũng tuần này. Thế chị, cái gì cũng làm cũng tuần này. Có quả trứng nào nóng không chị? Đây, nóng đấy. 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 Muối chẳng chiếu bọn chị bán rồi. Chị bán rồi à? Vâng. Mưa quá chị không mở ra. Bao tiền một lọ này? 25.000 ạ. Tí mua thử một lọ. Cảm ơn rồi ạ. Anh ơi, ông ơi, xe có gì xe, có gì bỏ chơi đồ này thật đi. Mở chị tiếp mua là tưởng chơi đi. Chị thiếu mua nhé. Thầm mất chị. Để mua đến đây sao? Ôi dồi ôi. Cảm ơn nhiều chè. Cái bánh sắn này thì chấm gì hả chị? Bánh ngọt. Bánh ngọt à? Không phải chấm nữa. Chị cho một tí đường thì nó cũng không ngọt quá đâu. Chị mình thích chấm thì mình chấm cái này mà. Đó, nó ăn cả này có chết nhớ, tôi ăn cho hoa cá chè. Ăn đi bố nhìn này, ít của cho này có cho này mà. Ừ, có khói này có. Bánh này, bánh sắn này. Nếu lì mà, cái quả đây này, ít cái này có thế này rồi. Rồi cần là bỏ là sửa hậu là bỏ lại hẳn không là chặn này. Số ba chị. Nướng lên ăn thơm lắm. Ấy chị chín rồi, ở đây sao đây sao? Chín là gì? Ở đây sao? Thấy chưa thấy không? Quá giả, nó còn nhớ rồi sao? Tại vì nhà em ở gần đây không? Nhà em ở đâu?
Thế đi từ đấy lên đây xa không? Khoảng 1 tiếng. 1 tiếng á? Thế đi bộ hay đi xe lên? Đi bộ. Đi bộ lên á? Đi từ mấy giờ sáng mà bây giờ đến đây rồi? 6 giờ. 6 giờ sáng đi bộ. Đi hết 1 tiếng đồng hồ thì lên đến trên này. Ở đây mình nghĩ là không phải thẩm mã nữa mà thẩm luôn cả người. Giờ mình đang đi bộ vào trong chỗ phim trường của Pao. Bộ phim cũng khá là nổi tiếng đấy. Nhưng mà mình cũng chưa được vào bên trong. Giờ mình sẽ đi vào bên trong để xem ở bên trong phim trường này có gì. Mặc dù bộ phim này thì mình cũng chưa xem luôn. Chắc là chỉ mới xem được một vài trích đoạn thôi. Ở đây bán nhiều hạt ốc chó. Các bạn ở đây khá là xinh xắn luôn này. Bánh gì đấy chị? Bánh tam giác mạch ạ. À, tam giác mạch ạ. Bánh nào thì cái hàm mua to hơn mạch ạ. Có tam giác mạch này sẽ tìm được. Để tí nữa em ra xem. Ở đây bán rất nhiều đồ khô. Thịt trâu, trâu gác bếp, lạp xưởng, măng khô, trà sơn mật này. Lọ gì đây? Gì đây nhỉ? Bia. À bia. Bia tam giác mạch. Cả nhà ơi. Muối chẩm chéo, nãy mình có mua rồi. Mình vào bên trong phải mua vé hả anh? Mua đây nè. Mua đây ạ. Cho em 2 vé với. 20.000 anh em. Để vô trong nhà bao chụp, vô em hả? Vé tham quan ở đây là 10.000 đồng một người. Ở đây có cả chỗ cho thuê váy dân tộc để chụp ảnh. Các em nhỏ ở đây trông rất là xinh luôn nhé. À đây rồi. Đây là ngôi nhà của Pao này. À, chuyện của Pao này.
Đây là bên trong nhà của Pao này. À, bên trong này như là gian bếp. Như mọi người vẫn sinh hoạt và nấu ăn ở đây luôn. Bên trong này chắc là gian phòng ngủ. À, mình che nó sẽ không vào bên trong này. Cô ơi, mình đang nấu ăn ạ. Hả? Mình đang nấu ăn à? Vậy là... Dạ. Mình đang nấu món gì đây ạ? Đây là mèn mén. Là mèn mén ạ? Ừ. À... Nhà mình đã ăn cơm chưa ạ? Chưa. À. Rất là ăn một... Một người là ăn buổi sáng này này. À. Một chiều ba bữa này, một chiều ăn này, ăn ba bữa, ăn ba bữa. Ừ. Dạ vâng. Bây giờ tầm khoảng 2 giờ chiều rồi mà bây giờ mới nấu cơm ạ. À. Bây giờ nấu là ăn cơm trưa hay ăn cơm chiều hả chú? Ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều rồi ạ. Ừ. Dạ vâng. Ở đây nấu ăn sớm. Ôi, ở trong này có rất nhiều thịt các bếp. Có cả chân giò gác bếp luôn. Ở đây có chân lợn gác bếp này. Chú ơi, nhà này là nhà của mình luôn ạ à? Hay là đúng là chú là chủ nhà. À, chú là chủ nhà luôn ạ. À, giữ là rất là mặn khó vừa rồi. Nó ở ngoài xưa là chú là vừa rồi. À. À, lập nửa 5 năm vừa rồi. À, tức là chú là dân tộc Mông này. Ở đây đó. Chú là dân tộc gì ạ? Dân tộc Mông. Dân tộc Mông ạ? Dân tộc Mông. À, dạ vâng. Chú được ngày xưa, chú đi chống tàu, chú đi chống này. À. Bố là đến Trung Mỹ. Dạ. Bố Trung Mỹ là bố là hy sinh rồi. À, dạ vâng. Vâng, cháu là con của bố là... dây tàu và Mông bây giờ là chúng là chúng Trung Quốc. À. Nhà đây Trung Quốc. Dạ. Nhà này mình làm từ năm bao nhiêu ạ? Năm bao nhiêu à? Hay là... Bây giờ chú là đời thứ tư rồi. À. Ngày chú chỉ nhớ đến bây giờ là đời thứ tư rồi ạ. Đời thứ tư rồi. À. Ông nội làm rất là chân năng rồi. Dạ vâng. Ở đây nhà ở đây chân làm rồi. Rất lâu rồi. Vâng. À, bây giờ là cháu ở nhà này và chú ở đây này. Dạ. Chú không đây à? Vâng. Thôi cháu xin phép cháu ra ngoài để chơi đây. Vâng. Đây. Rồi là chị đi vô trong chút. Đây đây. Đây. Vậy cháu đó đi. Chị nhà mời các cô chú ai uống rượu không? Mình thấy một con mèo đang ngủ ấy.
Ngon đấy. Ơ, chờ. Con mèo đẹp quá không ạ? Dạ, không đẹp đâu. Nhà của ông luôn hả ông? Ờ, phải chứ. Không luôn. Ở đây bán nhiều đồ khô. Em ơi, bánh gì đấy? Bao nhiêu là? Một lạ 30 ạ. Hả? Một lạ 30. Mua một ký thì nhiêu? Một ký thì là dạ cô 50.000. Hả? Dạ cô 50.200 dứa một ký. Ốc chó này ở đây thì mình trồng hay là... Trên này mình trồng được mà. Trên này trồng được à? Giống cái này đúng không? Em bao tuổi rồi? 16 tuổi à? Bao tiền một túi này em? Ơ thế túi bên này? Bên này là 6.000. À. Cái đỏ đắt hơn à? Thế cho anh một túi. Túi màu đỏ này đi. Đi thêm một đoạn nữa thì mình đã đến dinh vua mèo rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ vào tham quan thử xem là ở bên trong dinh vua mèo này có gì. Ở đây đa số là dân tộc Mông. À, đây là bản đồ khu di tích nhà vương. Chị ơi, vé bao tiền đấy ạ? Bao tiền một người chị? Vé vào bên trong để tham quan là 30.000 một người. 30.000 người lớn và trẻ em là 10.000. Suy tôn ông lên là người đứng đầu của người Hơ Mông ở đây ạ. Và ngoài ra thì bao quanh tòa dinh thự còn có bức tượng thành bằng đá đây. Đó chính là đặc trưng của người Hơ Mông ở trên này.
này. Bức tường thành ở đây ạ, cao hơn 2m, có 36 lỗ châu mai. Trung bình thì cách 5-6m là có một lỗ châu mai. Có công năng ở đây ạ, đó chính là phòng thủ. Ngày xưa có nghĩa binh sẽ đứng cạnh lỗ châu mai để canh gác và bảo vệ cho tòa dinh thự. Và nếu mà tính từ cổng thành ở đây ạ, vào hết đằng sau khuôn viên ở đây, đó là rộng gần 5.000m2. Và riêng về khu dinh thự ở đây ạ, chiếm gần 2.000m2 ở đây ạ. À, vâng, thì để ngày xưa mà ông Cụ Đức ở đây ạ, ông xây dựng được tòa dinh thự như bây giờ, ông có cho mời thầy phong thủy. Ông này có tên là Trương Chiếu, người Hán ở xã Phổ La, huyện Đồng Văn. Ông mất tận 5 năm để đi khắp 4 huyện. Kiến ông mới cho xây dựng tòa dinh thự đây ạ. Và riêng về những cái thiết kế và thi công ở đây ạ, đó chính là do ông Tổng Bát Giao, là người Hán ở huyện Tây Thọ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thầu. Và nhân công thì đó cũng chính là người Hơ Mông ở đây. Và tòa dinh thự này ạ, được ông là bắt đầu khởi công, đó là vào năm 1898 đến năm 1903 mới hoàn thành. Khi hoàn thành, ông cho khắc nền hai câu đối bằng chữ nho ở ngay trước cổng ra vào đây ạ. Và câu đối phía bên tai phải đây được đọc như sau: gia tích thiện hiền, nhân xuất nhật, nghĩa là nhà tích đức tích thiện thì người hiền ra vào. Còn câu phía bên tai trái bên kia: môn phong lưu, quỷ khách vạn lai, nghĩa là cánh cửa gia đình luôn rộng mở đón khách quý tới thăm ạ. À, vâng, thì mời cả đoàn mình là sẽ đi luôn vào phía bên trong khu dinh thự đây ạ. Ở bên trong này là gian chính của dinh thự họ Vương. Con cháu rồi. Văn Lâm và người đứng đầu đây ạ, đó chính là ông Vũ Vương Chính Đức ở đây ạ. Ông chính là thủ lĩnh và là người đứng đầu đây. Ông có tên người Mông ở đây gọi là Vàn Giống Lùng. Ông Cụ có ba người vợ và bà vợ cả đây ạ, bà cũng là người Hơ Mông và bà còn lớn hơn ông tuổi. Bà này có được ông phong là Vương Mẫu, bà sinh cho ông được hai người con trai. Còn về bà vợ thứ hai đây ạ, bà này thì lại không có ảnh ở trong những cái bức hình ở đây ạ, tại vì bà không có con trai mà toàn sinh con gái, nên là người Mông thì trọng nam khinh nữ. Chính vì như vậy mà bà hai đây ạ cũng không có được nhắc đến trong dòng họ. Còn đây chính là bà thứ ba, bà này là người Tây và có sinh cho ông được một người con trai. Còn về người con trai cả đây ạ, đó chính là ông Vương Chí Tinh ở ngay bên đầu ngồi ghế đây ạ. Và người con trai thứ hai đó chính là ông Vương Chí Sinh ở đây. Và người con trai của bà ba đó chính là ông Vương Chí Trư, người đứng ở ngay bức ảnh giữa đây ạ. Ông Vương Chí Trư ở đây ngày xưa ông cũng là một người con khá là tài giỏi. Ông là người sửa chữa máy móc cơ khí giỏi nhất ở trong vùng và là người đầu tiên ạ có chiếc xe mô tô của Mỹ đi trong vùng này đầu tiên. Nhưng mà đáng tiếc là về sau này ạ, do ông bị bệnh nên là bị cân tiếp về sau này luôn ạ. Và trong tất cả ba người con trai đây, ông Cụ Đức có cho ra bên nước ngoài để mà học hỏi kiến thức vào năm 1945 ạ. Lúc này thì ông Cụ Đức ở đây ông mới chính thức là được Bác Hồ mời về thăm Hà Nội. Nhưng mà lúc này ạ, ông đã tuổi cao sức yếu, có đề cử người con trai thứ hai của mình là ông Vương Chí Sinh ở đây đi thay ạ.
Và vâng, thì ông Vương Chí Sình ở đây ạ, ông cũng là người mà về sau này được gọi là vua mèo. Ông thay cha mình đi theo con đường cách mạng, được Bác Hồ là giác ngộ cách mạng và kết nghĩa anh em với Bác Hồ, còn được Bác đặt tên là Vương Chí Thành, trùng tên Bác Hồ thời cha trẻ là Nguyễn Tất Thành ở đây. Ông cũng là người đã tham gia đại biểu Quốc hội khóa 1 và khóa 2, đồng thời là chủ tịch đầu tiên tại mảnh đất Đồng Văn ở đây ạ. Vâng, thì ông Vương Chí Sình này ạ, sau khi mà ông làm chủ tịch thì ông lại không sống ở trong tòa dinh thự đây, nên là về các bà vợ của ông thì cũng không có ảnh chụp ở đây ạ. Nhưng mà ông Sình này là ông lại có tận 4 bà vợ. Bà vợ cả cũng là người Hmong, bà vợ thứ hai và bà vợ thứ ba là người Trung Quốc, còn bà vợ thứ tư ở đây ạ là người gốc Hà Đông Hà Nội tên Nguyễn Thị Hồi. Và trong 4 bà vợ này có một bà vợ rất là nổi bật, đó chính là bà vợ thứ ba. Bà này ạ có tên là Trương Bí Thuần, bà có bố là Trương Siêu Tiên Sinh, làm phiên dịch viên pháp văn cho Tôn Giật Tiên. Còn mẹ là Trần Quỳnh Chi, cũng là người gốc Hà Đông Hà Nội. Ngày xưa thì bà đây ạ rất là tài giỏi, xinh đẹp, sắc sảo, bà giỏi cả về lẫn chính trị và ngoại giao, nên là bà thao tóm hết tất cả mọi quyền lực ở trong ngôi nhà đây ạ. Nhưng mà đáng tiếc nhất đó chính là bà ba này không có con ạ. Chính vì như vậy mà bà mới tác thành cho ông lấy thêm người vợ thứ tư đây. Và bà thứ tư này có sinh cho ông được 2 người con. Và người con trai của ông Vương Chí Sình ở đây ạ, đó chính là ông Vương Đình Thọ ở ngay bên đầu phía trên cùng cửa đây ạ. Vâng, thì ông là vẫn có một người con gái tên là Vương Thị Mai Thanh. Nhưng mà hiện tại thì nhánh của ông Vương Chí Sình ở đây ạ là đang định cư tại Canada và Mỹ hết rồi ạ. Còn nhánh của ông Vương Chí Tinh là nhánh con gà đây, đang sống ở dưới Sài Gòn và Hà Nội. Còn lại nhánh duy nhất ở đây ạ, đó chính là nhánh của bà ba, là nhánh của ông Vương Chí Trừ ở đây ạ. Và ngày xưa thì toàn bộ những cái căn phòng ở trong không gian chính ở đây ạ cũng chính là nơi ở của ông Vương Chí Trừ và vợ con của mình sẽ sống ở đây ạ. Vâng, thì cả nhà mình còn nhìn thấy ở ngay trên bức ảnh trên bàn thờ đây ạ, ông cụ Đức còn được vua Khải Định đó là ban tặng cho bộ áo quan với mũ cánh chuông và thẻ bài ngà voi. Ngày xưa ông còn được phong là quan triều đình hay được gọi là quan Chi Châu để cai quản 4 huyện vùng cao lúc bấy giờ đây ạ. Vâng, thì ngoài ra ở đây vẫn còn bức ảnh thời trẻ của ông cụ Vương Chính Đức ở đây ạ. Và cũng vì người Mông ngày xưa là người ta trộm nằm. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều thì bọn mình mới đến thị trấn Đồng Văn. Ở trên thị trấn Đồng Văn rất đông đúc và nhộn nhịp. Ở tập phim này thì bọn mình đã khám phá 3 điểm ở Hà Giang. Đó chính là Dốc Thẩm Mã, phim trường chuyện của Pao và Dinh Vua Mèo. Tập phim cũng đã dài rồi, nên hẹn cả nhà ở chuyến camping thú vị của bọn mình ở tập kế tiếp. Và đừng quên ủng hộ bọn mình bằng một like, một đăng ký kênh để bọn mình có thêm nhiều động lực ra tiếp những video mới nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye.